Nhà mình là nơi an toàn nhất. Chân trụt sư, em nghĩ em đang làm cái gì vậy? Kiều à, đưa chú vô nhà đi. Chú để anh đưa đi. Mau đưa thị trưởng đi đi. Ai dám đưa đi? Sao em cũng làm vậy với anh? Anh là anh của em mà. Làm ơn hành động như một người anh đi. Được rồi, anh sẽ cho em thấy. Anh sẽ hành động như một người anh, và cho em thấy anh đối xử với những kẻ đâm sâu lưng mình như thế nào. Bọn khốn này làm gì vậy? Các người điếc rồi sao? Mau đưa thị trưởng rời khỏi đây. Chuyện này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu, Kê Sơ à! Kê Sơ à! Kê Sơ à! Không muốn bị liên lụy thì tránh ra đi. Em nghĩ đây là cách tốt nhất. Nếu phải như vậy, anh sẽ phải lo bịt miệng em rồi. Khỏi đây đi. Em đi thì mọi chuyện mới được giải quyết. Tôi Diện Sơ có chuyện muốn nói với anh nè. Chuyện gì vậy? Thì theo yêu cầu của anh, tôi đã gọi Yunana tới lấy lời khai. Tôi nghĩ không dễ gì buộc tội chủ tịch Trang Kê Sơ đâu. Tôi biết rồi. Bây giờ để vụ đó qua một bên đi. Tôi nghe nói chị Trang cũng có một hình xăm trên vai. Thank you.
định xử lý ra sao? Phải dùng kiếm trong cơn giận dữ tới mờ mắt thì mới không cảm thấy tội lỗi. Chú đừng lo, cơn giận của tôi vẫn còn đang ở đỉnh điểm. Tôi cũng nhìn thấy một hình xăm trên da của Yunana, là chữ tử bằng tiếng Hán. Những chuyện đáng bị như vậy, cô ấy là vợ em. Em có thể tự bảo mạng sống như người phụ nữ đó. Anh đã cho nó hình xăm đó thời gian trước khi nó anh gặp em. Anh dùng vũ lực xăm hình lên cơ thể của một người phụ nữ yếu đuối, không khác gì anh đang lấy mạng của người ta hết. Em cứ khăng khăng nói như vậy để biến anh thành kẻ giết người hay sao? Thời gian qua, rốt cuộc anh đã làm những việc tồi tệ gì để sống hả? Dùng vũ lực xăm hình lên người phụ nữ, cố giết cả chú ruột của mình. Tại sao anh lại trở thành một con quái vật như vậy hả? Rồi sao? Vì vậy em cố kết với chú, chống lại anh trai của mình à? Bởi vì anh không khác gì quái vật à? Em đừng cố ngăn anh trở thành một kẻ giết người. Sao vậy? Tại sao làm vậy? Nếu anh thành kẻ giết người chẳng phải càng có lợi cho em sao? Hình như anh không biết gì nhiều về em rồi. Em không muốn bất cứ thứ gì từ gia đình này. Tất cả những thứ dơ bẩn và hỗn loạn ở nơi đây. Vậy thì tại sao em lại quay trở lại cái nơi dơ bẩn hỗn loạn này chứ? Em về không phải vì em muốn về, là có người đã kéo em về đi. Đó chỉ là cái cớ. Em đang dùng cái cớ đó để che giấu khao khát của chính bản thân em. Cũng giống như việc nhắc tới hình xăm của người phụ nữ đó vậy. Em sống với cô ta, sao em có thể không biết cái đó? Em mới không biết nghe có hợp lý không? Sao? Hai người chưa từng quan hệ tình dục à? Vậy là cô ta giấu em. Cô ta muốn mang chuyện đó xuống dưới mồ. Người phụ nữ đó có thể làm vậy mà. Đánh đi. Sao em không đánh? Nếu không có can đảm đánh anh thì lại chạy trốn khỏi nhà này đi. Anh
Giờ đi, em sẽ tìm ra lý do để đánh anh. Em nghĩ như thế nào về em của anh Trung Sư? Không biết em như thế nào, nhưng anh đã phát bệnh và mệt mỏi gì nữa. Sao vậy? Em thấy Trung Sư về là chuyện tốt mà. Vậy à? Vậy sao? Có gì mà tốt quá vậy? Không thú vị sao? Những vết thương giấu kín của chúng ta, chú ấy đã mở ra làm chúng ta cảm thấy đau đớn thêm một lần nữa. Em thích vậy à? Chú ấy giúp cho chúng ta nhận ra được rằng chúng ta không phải là xác chết. Em mệt rồi, anh đi ra đi. Hôm nay anh không muốn ra ngoài. Vậy thì sao cũng được. Thuốc tiểu đường cho ba tôi. Đây là cái gì vậy? Chỉ là nước thôi. Bởi anh Kê Sơ đang ở cái thế buộc phải giết ba đó. Vậy phải làm gì bây giờ? Cái gì vậy? Bắt buộc ba phải ngừng thở để ra khỏi đây ba. Chín giờ tối ngày 8 tháng 11, Kang Mui Sik được chuyển vào bệnh viện. Ngay sau đó hắn đã chết tại bệnh viện. 9:30 đêm hôm đó, thi thể Kang Mui Sik lại được đưa vào xe cứu thương. Khoảng 30 phút sau, thi thể Kang Mui-sik lại được chuyển vào bệnh viện lần nữa. Trong vòng 30 phút đó, họ đã dựng lại toàn bộ hiện trường. Cậu biết hộp đen trong xe cứu thương mình đã kiểm tra lần trước à? Họ đã nhúng tay vào, họ đã sửa lại đồng hồ xe và chỉnh thời gian đi chậm hơn bình thường. Thì sao có thể làm được đây? Vì chúng ta đang ở bút trên. Bút trên? Nhưng tại sao? Sao họ lại cố đổ tội giết người cho anh vậy? Cho anh. Vì họ muốn tôi thỏa hiệp với bút trên. Ai chứ? Không lẽ là cái người tới sở cảnh sát Seoul sao? Tôi đã tò mò ai đứng sau lưng trưởng phòng Bắc. Nếu Bắc Tê Chinh bị bắt thì sẽ chắc chắn hơn. Anh có tìm ra ai trên xe cứu thương không? Ê trời, đội trưởng thiệt tình, có nhiều người ở đây không làm việc lắm, sao cậu cứ dựa vào tôi vậy? Chắc đây là lý do ngoại hình đẹp thì cơ thể mệt mỏi. Ô Chê Sung, Kim Sung Ho, mỗi người họ đều có 4 hoặc 5 tiền án. Họ bị phạm tội gì? Ma túy. Ma túy sao? Thank you.
thì chúng muốn nói chuyện gì với anh chứ? Em cũng không biết nữa. Bà em có chuyện gì đó nhất định phải nói với anh. Anh nghe xong rồi thì tùy anh xử lý, quyết định cuối cùng là anh. Nhìn thấy cảnh như thế này, nhưng chú không còn mặt mũi nào nhìn con kê sơ. Chú thực sự ăn năn hối lỗi chứ? Nếu không phải vậy, con nghĩ chú tại sao phải treo cổ tự tử? Con muốn hỏi chú một chuyện. Chuyện lần này chú sơ đã dính líu tới mức độ như thế nào? Hả? Con nói gì? Mà cứ nói là sự thật đi ba. Lỡ đâu có hiểu lầm với anh Jun Sơ và anh Kê Sơ thì sao đây? Jun Sơ hoàn toàn không có liên quan gì tới chuyện này. Em nghĩ anh nên làm gì đây hả? Cái đó phải tùy vào anh chứ. Thôi bỏ đi, đưa chú về nhà đi. Cảm ơn anh. Nè, Kê Sơ đang có mối nghi ngờ với Jun Sơ sao? Kệ anh ấy đi mà, không cần quan tâm. Lỡ như nó không chịu bỏ qua chuyện này luôn nữa thì sao? Ba ơi, chúng ta là vị trí thứ ba ở bút trên. Ba biết làm sao để tới vị trí thứ nhất hay không? Là đưa dao cho tay họ để họ chém giết lẫn nhau đó ba. Ba không sao chứ? Ba tưởng thật sự chết rồi đó cái thằng nhóc này. Tôi xin lỗi, tôi tình cờ đã nhìn thấy hình xăm trên vai cô. Chủ tịch Trang Kê Sơ đã xăm đúng không? Khi cô Yunana tố cáo chủ tịch Trang với cảnh sát, ông ấy đã bắt và làm như vậy đúng không? Cô Yunana, hãy nghĩ tới những cảm giác kinh khủng mà cô đã phải chịu trong suốt thời gian qua. Cô không thể tha thứ cho mấy được. Cô không thể bỏ qua mọi chuyện như vậy được. Không phải lần trước tôi đã nói với cô là không có chuyện gì rồi sao? Cô Yunana, hình xăm mà cô thấy là tôi tự xăm. Hy vọng là cô đừng nghĩ nhiều nữa. Hy vọng là cô đừng suy đoán linh tinh nữa. Một người phụ nữ có hình xăm giống như cô đã chết trong một tai nạn cách đây không lâu. Chúng tôi làm vậy là chỉ muốn bảo vệ cô thôi. Cô sẽ bảo vệ được tôi bao lâu chứ? Một tháng hay có thể là một năm? Rồi sau đó thì sao? Cô có tự tin sẽ bảo vệ được tôi suốt cả cuộc đời này hay không chứ? Công tố viên, cái đó sao cô ta cứ đứng về phía thủ phạm làm gì vậy? Cô ấy nhận ra rằng không ai trên đời có thể giúp cô ấy được, cũng như Trường Hề trước đây. Chú đã gửi tấm hình này cho tôi có đúng không? Sao vậy? Ngài thị trưởng đã ra lệnh cho tôi. Ngài kêu tôi phải luôn theo dõi và kiểm tra Jun Sơ. Sư, cậu mời tôi một ly đi. Dạ. Cậu có chuyện gì với chỗ chúng tôi sao? Sao tới đây hoài vậy? Con tới đây thường vì đồ ăn ở đây rất ngon. Ê, tôi là chủ quán,
Nhưng mà đồ ăn của tôi không thực sự hợp khẩu vị thanh niên thời nay nha. Theo như tôi thấy, chắc là liên quan tới hai cha con từng sống ở khu này rồi. Tôi cũng rất tò mò. Tôi biết người cha đã mất, nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô con gái. Chị ấy cũng mất rồi à? Trời, trời đất, tội nghiệp quá. Cha con họ rất là thân thiết nhau. Khi tôi còn trẻ đã thấy cô con gái đó. Tôi nghĩ nếu tôi có một đứa con gái như vậy đó, thì tốt biết mấy. Nhìn phía trước, nhìn phía trước, nhìn phía trước, nhìn thẳng đây con. Đâu 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 rồi. Ba đã kêu con đừng nhìn về phía sau rồi. Cho con thử một lần nữa đi ba. Không được, Trần Hy không nên đi xe đạp đâu. Ba ơi, ba phải đi Seoul rồi. Dạ con thêm một lần nữa đi mà. Rõ ràng con có năng khiếu đâu, cứ đi bộ thôi. Chiếc xe này ba đi mượn đó mà con lại làm hư rồi. Ba lo cho chiếc xe này còn hơn con nữa hả? Đợi sau này khi nào con có bạn trai á thì kêu nó dạy cho con đi. Còn giờ á, ba bỏ cuộc rồi. Được thôi, sau này con sẽ kết hôn với người dạy con đi xe đạp. Con về nhà đi, mau lên. Đứa trẻ đó đã có kết hôn không? Cảm ơn đồ ăn của chú nha. Cảm ơn chú. Cô đi đi. Chị ơi, em có cơ hội gặp được một người, chị có muốn thử không? Chị nhất định phải tới cuộc họp của tụi mình đó. Đã xảy ra chuyện gì sao? Sao em không liên lạc được với chị vậy? Thầy hỏi tại sao chị không về trường kìa. Xin thông báo tới tất cả bạn bè yêu mến của chị Trương Hy. Chị Trương Hy đã lên thiên đường rồi. Hãy cầu cho chị ấy được an nghỉ. Chúng ta đi đâu vậy? Uống rượu sô chu trên thuyền. Xong việc tôi sẽ gọi lại cho cậu. Đội trưởng Trần, nếu tiếp tục làm việc theo cách này, chắc chắn sau này sẽ có rắc rối. Tôi nghĩ chính thức thẩm vấn hắn ở đồn cảnh sát có vẻ tốt hơn. Khi Trần Hề yêu cầu cảnh sát giúp đỡ, cảnh sát đã làm gì cho cô ấy chứ? Nếu pháp luật không thể bảo vệ cho mọi người, thì việc tuân thủ pháp luật có ích gì không hả?
đó đừng có lo nhóc ơi. Con cá nóc này không phải là có độc sao? Cậu có biết tại sao tôi trở thành cảnh sát không? Để bỏ mấy thằng như cậu vô tù. Rồi cậu có biết tại sao tôi lại bỏ nghề cảnh sát hay là không? Tôi nhận ra là tốt nhất là gửi mấy thằng như cậu xuống thẳng địa ngục hơn là vô nhà tù. Để ăn miếng cá nóc này đúng cách là phải chấm thịt cá vào chất độc có trong ruột của nó mới ngon. Thật sự là vậy. Cậu uống rượu trước đi. Không uống. Coi cái thằng nhóc này. Trân Hê sao? Không nhớ sao? Lúc em mới làm công tố viên ở Seoul, chị đã gọi điện cho em đó. Hả? Chị ơi, em xin lỗi, em mới chỉ bắt đầu làm công tố viên thôi, vị trí của em không có giúp được đâu. Hơn nữa hả, dù sao lúc này thì chẳng có ai để ý tới em đâu. Sắp lên tòa rồi kìa, con mau lên đi. À dạ, tôi biết rồi. Chị ơi, em thực sự xin lỗi nha. Bây giờ em bận quá. Có gì em gọi lại cho chị sau nha. Dạ. Dạ, được rồi. Giờ này mà còn có cái gì nữa chứ? Em bận muốn chết luôn mà, cứ làm cái luật pháp thôi. Sao phải thông qua công tố viên chi? Phiền quá. Bây giờ làm sao đây? Tôi nghĩ khó nhờ gì ra được. Hay là cô thử đích thân tới gặp nó coi sao? Hả? Thôi đi, đã lâu không liên lạc, tự nhiên tới gặp thì có hơi không hay. Không hay lắm. Hình như là có chuyện gấp. Cô sẽ không sao chứ? Không sao đâu. Cảm ơn cô. Chị biết lúc đó chị Trân Hê muốn nhờ em làm chuyện gì không? Không biết. Dù sao thì chị thấy cô ấy có vẻ tuyệt vọng lắm. Nếu là chuyện gấp và tuyệt vọng tới mức đó thì chị ấy nên trực tiếp tới gặp em nói chuyện mới đúng chứ. Lẽ ra chị không nên nói gì hết. Đừng để tâm đến chuyện đó. Thời điểm đó em cũng đâu có thể làm gì được. Em không làm gì sai hết. Chị phải đi rồi. Hẹn nhau lần sau cùng mang qua đến thăm Trân Hê nha. Cô ấy nhận ra không ai có thể giúp được cô ấy, giống như Trân Hê trước đây. Làm gì một mình vậy? Mẹ. Sao vậy con? Xảy ra chuyện gì rồi sao? Con. Thì con không làm chuyện gì sai hết. Nhưng mà tại sao con lại đau khổ như vậy? Sao con cảm thấy con lỗi quá? Con không có làm gì sai mà. Hắn
nhẫn không chịu nói gì về cả Moon Sik, nhưng mà hắn thú nhận vụ buôn bán ma túy của Park Tae-jin. Tối nay hắn sẽ nhận hàng ở bến tàu đó. Chúng ta đi bắt hắn đi. Bắt hắn vì tội buôn ma túy, sau đó không đưa tới sở cảnh sát mà gửi thẳng sang phòng công tố để điều tra. Tôi sẽ đứng ngoài chuyện này. Tôi đồng ý bắt giữ Park Tae-jin, nhưng không đồng ý cách làm của cậu. Tôi không tham gia lần này đâu. Dạ đây. Đây rồi. Vất vả rồi. Đi thôi. Bỏ ra. Bỏ ra. Bỏ khốn này. Cố biến tôi thành hung thủ giết người. Là người ra lệnh cho anh giết Kang Moon Sik phải không hả? Hỏi nhiều thiệt đó. Với số lượng ma túy này, chắc là anh phải ngồi tù 10 năm là ít nhất. Chúng ta thỏa thuận đi. Miễn là đáp ứng được điều kiện của tôi. Với tội mua bán và tàn trữ chất ma túy trái phép, anh có quyền giữ im lặng. Anh có thể mời luật sư, cũng có quyền không nói ra, nhưng là có thể bất lợi trước tòa. Đi theo tôi. Nè, thu chứng cứ đi. Dạ. Dạ. Ấy. Ngồi đi. Xe. Lấy ra đây. Tôi phải tận mắt xác nhận mới yên tâm. Không có gì ở đây hết. Các anh nói gì vậy? Cái gì? Nè, các cậu đang nói cái gì vậy hả? Chuyện gì xảy ra vậy nè? Không thể nào không có. Nè nhóc, cậu đã giấu ở hiện trường sao? Không có, rõ ràng tôi bỏ vô cốp xe rồi mà. Vậy thì nó đâu rồi hả thằng khốn? Đội trưởng cô, tôi đã biểu anh nhiều lần đừng la hét với cấp dưới rồi mà. Sống hòa bình với nhau thì tốt hơn đó. Trong số cảnh sát có người liên quan tới vụ này, điều tra xem ai đã lấy chứng cứ đi. Lần này tôi sẽ sa thải tất cả những cảnh sát làm việc cho tỉnh Park Tae-jin đó. Nếu như làm vậy,
sở cảnh sát bút chơi này chỉ còn cảnh sát trưởng và tôi làm việc thôi. Vậy chúng ta để tên bắt tay chim đó tự tung tự tác bao lâu nữa? Kẻ rác rưởi đó bây giờ còn muốn bán ma túy. Tôi đang nghĩ có lẽ cách của đội trưởng Chan Jun Seo có khi lại hiệu quả đối phó với chúng hơn. Cách Chan Jun Seo làm là cách làm của đám xã hội đi. Cảnh sát trưởng à, tôi đã theo đuổi Bắc Tây Chinh 3 năm nay, nhưng người đã khám phá ra Bắc Tây Chinh buôn bán ma túy lại chính là đội trưởng Chan Jun Seo, người mới tới đây chưa đầy một tháng. Lý do Trần Hề chiến đấu bằng những cách khác không theo pháp luật không phải vì những kẻ giúp Bắc Tây Chinh, mà tất cả là vì tôi. Kẻ vô dụng không làm được gì, cô ấy vì tôi mà chết. Dạ. Không đâu, đội trưởng cô không cần xin lỗi đâu. Cảm ơn vì đã cho tôi biết nha. Hẹn gặp lại anh. Nghe báo lại chứng cứ đã biến mất rồi. Bắt tay chim thì sao? Hắn đã được thả ra. Ôi trời đất ơi, chết tiệt. Chúng ta đã đi theo họ để đảm bảo tất cả mọi chuyện, còn gì nữa? Không có chỗ nào mà sơ suất hết, có thể giấu ở đâu được? Theo tôi thì tên Park Tae Jin đó là một ảo thuật gia. Ê, nè, anh nghĩ giờ là lúc đùa hả đồ khốn? Cậu vào cảnh sát hồi nào vậy? Sao anh? Vậy cái bàn tay đánh vào phía sau đầu tôi là của hậu bối hả? Đây là nơi để cậu xem thường thứ bậc hả? Tôi đâu còn là cảnh sát nữa, anh nói tới hậu bối làm sao? Giấy tờ chứng minh đâu? Tôi không có. Cái đó mà cũng không có hả? Không có. Vậy thì cậu có cái gì? Không lễ độ, không có cái gì hết. Ai? Cái đồ nhà quê này. Nhà quê hả? Cậu gọi tôi là nhà quê hả? Sao cậu dám cái thằng giống này? Nhà quê này. 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 Mấy người này làm cái gì vậy hả? Sao thì các bắt tên bắt thời gian nó lại chứ? Trời ơi! Đây là số tài liệu về những kẻ đã bắt rồi lại thả Bắc Tây Chinh. Nếu chúng ta bắt và khai thác chúng, có thể sẽ tìm được điều gì đó về hắn. Thiệt tình, nhìn ghét thiệt. Chào, tôi là Chu Tae Sop. Quen biết cậu ấy cũng rất có lợi. Cậu ấy biết rất nhiều chuyện. Chang Jun Seo 팀장이 날 노리고 있어요. 계속 파고들 겁니다. 그렇다고 마냥 방어만 할 수 없지 않습니까? 물론 내가 장 팀장을 어떻게 하겠다는 얘기는 아니고. 당신은 정범호 시장님이 제일 싫어하는 짓을 했어요. 예. 그분은 약이나 파는 쥐새끼들은 절대 키우지 않아요. 움직이지 마, 이 새끼들아! 왜 자꾸 죽을 이유를 만드세요?
toàn quốc của đảng Long Biên được tổ chức ở thành phố Bắc Trên. Hơn 300 đảng viên của đảng cũng đã tham gia đại hội toàn quốc lần này. Chủ tịch của tập đoàn hàng hải Bắc Trên, Cha Chun Sơ, người được dân chúng Bắc Trên rất ủng hộ. Đưa cho tôi tất cả những gì liên quan tới chị Chân Hê đi. Chứng cớ cả muốn xích giết chị ấy, với cả điện thoại di động của chị trước lúc mất. Tôi cần tất cả di vật của chị ấy. Tại sao? Tại sao cái gì? Thì chỉ cần vậy thôi. Sao đột nhiên lại cần? Tôi là công tố viên, tôi có nhiệm vụ điều tra ra sự thật chứ. Không phải cô đang cố trở thành một công tố viên bỏ qua sự thật để thăng tiến sao? Tôi có xu hướng thay đổi liên tục mọi thứ mà. Vậy cô cũng không biết khi nào sẽ trở lại là công tố viên bất công. Sao mà tôi tin được? Một cảnh sát tư pháp phải thực hiện cuộc điều tra dưới sự giám sát của một công tố viên. Mục số 1, điều 196 luật hình sự. Ủa là ai đây? Không phải công tố viên xinh đẹp đây sao? Sao anh có thể? Gì? Cô nghĩ tôi dựng ngục ra hả? Không đâu. Không phải, không phải. Thẩm phán kêu tôi đi nên tôi đi đó. Đường đường chính chính tại pháp luật mà. Đi thôi. À gì? Anh không cần lo đâu, cứ đi đi. Thế giới này rất dơ bẩn không phải sao? Cô sẽ sớm giống vậy thôi. Tôi sẽ biến cuộc đời cô thành một đống rác rưởi. Chắc chắn thế giới sẽ không thành một nơi sạch sẽ chỉ vì tôi tống anh đi. Nhưng mà nhất định chính tay tôi sẽ tống anh đi vĩnh viễn. Quả nhiên là biến đổi ghê. Ai không biết tại sao tôi bị thu hút bởi cô gái điên này. Có lẽ sau này không làm được công tố viên thì làm luật sư riêng cho tôi đi được không vậy? Hả? Có nhà, có xe, có văn phòng. Khi buồn tôi sẽ uống rượu cùng với cô. Tôi cũng sẽ ngủ cùng với cô nữa. Anh nói cái gì hả? Cái quái gì vậy? À, cái thằng khốn này. Coi đó nè. Muốn tới lúc nào cũng được, tôi sẽ chịu hết. Ơi, cái quái gì vậy trời? Ai? Nè, nhìn coi thằng khốn đó là ai vậy? Tôi sẽ giết chết thằng khốn đó cho coi. Chết chút sớ. Không phải là con trai thứ hai của thị trưởng Trang Bơm Hô hả? Gì? Hả? Ai chết tiệt. Ai thiên thanh à. Cô về cẩn thận nha. Cái đó. Hôm nay anh vất vả rồi. Hy vọng anh sau này sẽ cố gắng hết sức với nhiệm vụ cảnh sát của mình. Dạ, công tố viên. Mình điên rồi, điên rồi, điên thiệt rồi. Tại sao không tới? Em biết đại hội toàn quốc lần này quan trọng tới việc tranh cử của anh thế nào mà. Bây giờ tôi đang ăn cơm đó. Nè, Gu Chi Cương, em đã hứa với anh làm tốt vai trò người sẽ làm tốt vai trò người vợ trong suốt quá trình tranh cử mà. Tôi chưa bao giờ nói như vậy. Rốt
cuộc tại sao cô lại ở trong ngôi nhà này? Tại sao? Anh hỏi tôi tại sao lại ở đây à? Vì cha anh Chun Sơ. Thì trước khi kết hôn với anh, tôi đã có gọi cho cha anh Chun Sơ. Tôi đã hỏi anh ấy, tôi kết hôn với anh trai của anh không sao chứ? Anh ấy nói là tôi có thể. Cho nên tôi ở đây, trong ngôi nhà này. Vì sao? Cảm ơn em, chị đã cho phép hôn nhân của anh. Ngô Gia Cương, sao chị lại làm vậy? Chị còn cười à? Tôi thấy tình huống này vui mà. Chắc là em chồng không thấy vui rồi. Nè Yunana, sao không trả lời điện thoại của anh? Yunana em đâu rồi? Số điện thoại quý khách vừa gọi không liên lạc được. Em định bỏ trốn mà. Tại sao em lại ngồi ở đây? Tôi không có nơi nào để đi. Đừng giết tôi nha. Chuyện này anh hay làm trước khi giết ai đó có phải không? Rồi anh sẽ giết tôi như để giết người phụ nữ đó. Em nghe chuyện đó ở đâu vậy chứ? Xin anh đừng giết tôi. Tôi không làm gì có lỗi với anh hết. Tôi chỉ là làm theo lời họ nói mà thôi. Họ kêu em làm cái gì? Là ai? Gặp lại em sao nha. Anh nghĩ anh sẽ nhớ em. Cô là ai vậy? Sao cô lại làm vậy? Cô nghĩ tôi có thể là ai? Tôi xin lỗi. Tôi là Cha Kiêu. Mang rượu vang và đồ ăn lên đây cho tôi ngay bây giờ. Đột nhiên giám đốc tới đây không biết là... Sao vậy? Tôi không được phép tới đột xuất sao? À, dạ không. Tôi không có ý đó. Chủ tịch Trang Kê Sơ thường xuyên tới đây mà tôi không biết. Dạ không. Chúng tôi... Chúng tôi không có ý giấu giám đốc đâu. Chúng tôi xin lỗi. Bỏ đi. Anh đi được rồi. Không biết là phu nhân có đang hiểu lầm. Tôi nói là anh đi đi. Dạ. Ngồi xuống đi. Nghe đây, nếu như cô bị giết trong khách sạn này thì tôi là chủ mưu. Dạ. Hồi nãy có rất nhiều nhân chứng và chắc chắn tôi đã bị CCTV của khách sạn ghi hình lại. Không phải sẽ chứng minh là tôi ra lệnh giết cô hay sao?
Cô đi đi. Tôi thực sự sai rồi, tôi tuyệt đối không làm vậy nữa. Xin hãy tha cho tôi một lần đi, làm ơn. Không lâu trước đây, Chan Kaeser đã tấn công tình dục vợ của anh ta. Một người đàn ông tấn công tình dục chính vợ của mình. Tôi không nghĩ là anh ta sẽ đối xử tốt với một người như cô đâu. Hãy tố cáo đi, người đàn ông đó. Nói anh ta đã cưỡng bức cô. Chuyện đó. Nếu không làm như vậy thì cô phải tố cáo tôi. Anh định sẽ làm gì tôi? Tùy em thôi. Anh không còn lý do để giữ em lại. Ngủ chắc cơ. Lệ chui tay shop rồi, còn vất vả quá. Quen thuộc với bút trên này đó. Tìm một người bên ngoài xử lý hắn ta đi. Giám đốc ạ, chủ tế sớm đang gặp một người. Người anh thì đang nghi ngờ em trai của mình, còn em trai thì lại điều tra điểm yếu của chị dâu. Chuyện này trở thành cuộc chiến giữa ba người chứ không phải là hai người. Chuyện này thú vị hơn nữa đó. Tôi muốn bắt Park Tae Jin. Vậy thì tôi giúp gì được cho cậu trong chuyện này đây? Gọi Park Tae Jin kêu hắn tới gặp anh đi. Cho tôi lý do tại sao tôi phải bảo vệ anh. Phu nhân của anh đang ra sức tìm chủ tế sớm. Vậy nếu hắn hành động, bà vợ chủ tịch, cựu tổng thống Gu Yong Chan sẽ chịu tác động lớn nhất. Anh biết nhiều thiệt đó. Họ rất nguy hiểm, cả Gu Yong Chan và Gu Chơ Cơ. Vậy rồi sao? Chủ tế sớm đã gọi cho tôi biểu tôi tới gặp hắn. Chú Thị Sơn, hắn ở đâu? Trước đó chú Dung à, trưởng phòng cảnh sát Park đã tới gặp tôi. Người này
từ giờ sẽ làm việc cho tôi rồi. Được chưa? Cảm ơn chủ tịch. Ở đâu và khi nào anh sẽ gặp chủ tế sớm? Đây là toàn bộ dữ vật của chị dâu. Đây chính xác là cách bệnh viện gửi tới mà. Gửi điện. Anh ấy không muốn mở ra. Dấu vân tay chị dâu chạm vào lần cuối vẫn còn ở đó mà. Vậy tôi đi trước nha. Anh à, tôi chỉ muốn hỏi điều này vì tò mò thôi. Anh nói anh đã gặp chị Trân Hê rồi có phải không? Phải. Vâng, anh thấy thế nào? Chị Trân Hê cũng có yêu Trưởng Trang rất nhiều. Rồi Trưởng Trang rất nhiều có phải không? Cô nghĩ để yêu thì chị dâu có làm chuyện đó không? Tôi có làm chuyện đó. Theo tôi thì chị ấy không yêu. Không yêu. Ừ. Nhưng mà anh ấy thì lại suy nghĩ khác. Ý khác? Anh ấy sẽ cố tìm hiểu tới cùng và không chịu từ bỏ đâu. Từ bỏ đâu? Tìm hiểu hả? Tìm hiểu coi chị dâu có yêu anh ấy thật hay không. Anh ấy phát điên vì muốn biết điều đó. Ờ, tôi hiểu rồi. Anh đi đi. Tìm hiểu coi chị dâu có yêu anh ấy thật hay không. Anh ấy phát điên vì muốn biết điều đó. Nghe được không? Được. Những điều bác Tê Trinh nói sẽ được ghi âm lại. Bắt hắn phải mở miệng nói. Hắn là người chủ mưu đã ra lệnh giết người. Vậy tôi nên dẫn dắt câu chuyện như thế nào đây? Hỏi hắn xem liệu có giết anh theo cách đã giết Kang Won-sik không? Tôi biết rồi. Còn nữa, người phụ nữ tên An Jin Ki-eun từng làm việc cho Woo Yong-chan, hãy bắt Park Tae-jin chính miệng nói ra. Việc đã ra lệnh cho anh giết chết bà ấy đi. Không thành vấn đề, đều là sự thật mà. Chờ một chút, tôi nghĩ hắn đang tới đó. Tuyệt đối đừng để Park Tae-jin phát hiện được điều gì. Xin chào, tôi nghĩ chắc là anh biết tôi là ai mà, có đúng không? Dạ. Chủ tịch Trang Cây Sơn. Tôi tới là vì có chuyện muốn trực tiếp yêu cầu anh. Tổng thống Woo Yong-chan đã ra lệnh cho anh giết người đúng không? Hừ, có chuyện đó sao? Vậy anh có thể đứng ra lập chứng trước tòa và truyền thông không? Gì vậy? Các người là bọn quái quỷ nào vậy? Có chuyện rồi. Cứ là ai? Anh à, nguy hiểm đó, chạy đi!